gần như là cứ điểm cuối cùng và chỉ cần chốt e vào bãi vàng này thôi là bên Lâm sẽ ngân. Vâng, con phù này chạy đi đâu? Vâng, đội bạn đang phù. Vâng, tên vừa rồi thì bên Lâm phù dân của chim sẻ thôi, không sao cả. Tên vừa rồi tên phù dân của game thủ chim sẻ đến từ bên Lâm. Vâng, chém của chim sẻ đuổi như chém mang sẻ. Vâng, pha phải e bắt dần đội bạn, tiếp tục là vậy. Vâng, cần phải có một chém đứng kê con tên này và nó, vâng, nó phù đỏ thật đấy anh em ạ. Tham lai 24 đến từ chim sẻ nắng. Bên Lâm đang có hai con ngựa chém thôi. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Bổ bên Lớp hiểu luôn. Vâng, bổ bên Lớp hiểu luôn. Nhưng mà đi dò đầu tiên theo bài Great dành cho chim sẻ nắng. Trận thi đấu thứ 7 trong cuộc đấu giữa chim sẻ và Lớp. Trong round đấu thứ 7 của ngày 27 tháng 7 trong cuộc ngày hội chính chủ All Star Cup. Đây là bãi quả đầu. Quả đầu có 6 cây dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Cay thật anh em ạ, ngồi bình luận ở tầng 4 mà ở trận trên tầng 5 ông Lớp hồ quá hay. Rất khó chịu. Và mình mình ngồi ở tầng 4 với Lâm ngồi tầng 5 hô quá hay. 3 cây gỗ gần nhà, quả đầu 6, 2% giỏ quả đầu dành cho game thủ với Lâm trong trận thi đấu này. Càng đấy, với Lâm gáy rất sớm anh em ạ. Với Lâm gáy rất sớm. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ chim sẻ của chúng tôi. Nhưng bây giờ đầu tiên thì game thủ chim sẻ bài đấu được cầm Greg. Vâng, đương nhiên quân ta đánh giá là yếu hơn so với bài Egypt của Vlog là rất nhiều. Chất quân chúng ta yếu hơn rất nhiều. Khi mà phù Egypt thì các bạn biết rồi, nó rất là tuyển. Sẽ cầm Greg, còn game thủ Vlog cứ cầm Egypt. Vẫn là những thứ đi dò sát mép bản đồ nhưng lần này không thấy gì luôn. Không được, à đấy có voi. Một con voi dành cho chim sẻ. Một bầy hiêu, một bãi vàng. Và một cánh rừng, một con voi, một bầy hiêu, một bãi vàng. Chúng ta cần bãi quả phụ nữa. Chúng ta cần bãi quả phụ. Bầy hiêu tạm thời đang là 4 con đã được cái thủ chim sẻ đáng đưa về. Không lại quay đầu đi dò tiếp. Vâng, liệu rằng có một bài đấu ôm bom dành cho chim sẻ nắng thành công vào nhà Vlog hay không thì chúng ta còn phải chờ. Và quan trọng là bài có đẹp hay không nữa, và bài Egypt Vlog có lên được đời hay không nữa cơ. Vâng, Egypt gặp Greg mà Egypt không lên đời thì chúng ta vẫn hoàn toàn có cửa. Các bạn có nhớ trận đấu mà Vlog được cầm cho son này thắng trước Hitty của chim sẻ đi nắng hay không? Vâng, chỉ cách đây vài trận đấu thôi. Bài Hitty xấu lên đời muộn, Vlog bổ chết ngay. 15/16. Và như vậy đi dò đang gặp sư tử. Tạm thời đã có một con voi về nhà chị. Solo sư tử chết dần nữa, ôi dồi ôi. Hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi. Vâng, chết dần nhưng lại bằng dần với game thủ Vlog. Như vậy là quả đầu Vlog dường như đó là bãi quả đầu xấu. Nên anh đang xong dần chậm hơn so với game thủ chim sẻ. Mặc dù sẻ chết một dần nhưng lượng dần vẫn đang cân bằng so với game thủ Vlog thôi. Vâng, đến với trận thiếu này thì chúng tôi xin dành một phút cho quảng cáo. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với giải đấu AOE Nghệ An Open lần thứ 2. Và xin cảm ơn nhà tài trợ Rapido. Và xin cảm ơn nhà tài trợ VFloor. Xin cảm ơn nhà tài trợ XWAS. Và xin cảm ơn nhà tài trợ Ego Play. Cảm ơn đó là Marigo Healthcare đã đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện này. Và chi tiết về giải đấu anh em có thể tham khảo tại website aoe.vn. Và tôi xin cảm ơn nhà tài trợ sàn FPC VFloor được nhận định là một trong những sản phẩm ốp lát nội thất hiệu quả và an toàn. Ở thời điểm hiện tại, sàn nhựa FPC được nhiều chuyên gia nhận định là giải pháp tổng thể về sàn nền thông minh nhất hiện nay. Chúng tôi xin cảm ơn, xin giới thiệu anh em trong cộng đồng AOE. Các bạn có thể đến với hệ thống quán nhậu tự do để được giảm ngay 15% giá đồ nhậu và cùng xem những trận đấu AOE với sự phục vụ tận tình và chuyên nghiệp của hệ thống quán nhậu tự do. Vâng, xin giới thiệu với anh em nhà tài trợ, vâng, Rapido với sản phẩm quạt điều hòa Rapido. Các bạn có thể tưởng tượng rằng hình dung là một tháng dùng điều hòa nhiệt độ các bạn hết 1 triệu tiền điện thì khi có quạt điều hòa Rapido các bạn chỉ mất 50.000. Vâng, tiết kiệm điện bằng 1/20 so với chiếc điều hòa mà các bạn đang dùng luôn. Quá mắc bình anh em ạ. Và các bạn có thể lên văn phòng của Ego Play, tôi mở thử cho anh em xem cái quạt. Và xem cái quạt điều hòa của nhà chợ Rapido đang phục vụ phía sau lưng chim sẻ nắng và đại sứ thương hiệu của chúng tôi. Và cho anh em test thử luôn, mắc binh luôn anh em ạ. Quạt rất mắc binh luôn. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Chim sẻ nắng phát hiện đôi vòi phía xa xa. Vâng, Vlog đánh 25 dân và sẻ đánh 25 dân trừ 1. Vâng, nhà Vlog ngay gần đây rồi. Vâng, vẫn đang đi dò. Bài Greg này xấu anh em ạ. Chết một dần nữa.
Gờ đánh này xấu chết một giật anh em ạ. 24/28 dành cho game thủ chim chèn nắng. Vâng, đây là dần game thủ về lớp đi đâu đây? Vâng, sẽ đang giữ phím cách để tìm xem nông dân về lớp đang muốn đi đâu. Và chuẩn bị đóng nhà điều kiện để được game thủ chim sẻ rồi. Vâng, BA hay BL? Vâng, BL. Và đây là BM dành cho game thủ chim sẻ nắng của chúng ta. Bài kích đời ở trong đầu 10. Và có thêm bãi quả phụ nữa thì game thủ chim sẻ rồi. Về đời xong có lực ăn hoang. Kích đời ở 10 phút 38 với 24 dân của Greg. Với 24 dân của Greg. Và có rất nhiều anh em đang hỏi làm sao để mua được chiếc quạt điều hòa của nhà chợ Rapido, thì các bạn có thể truy cập vào đường link mà mình đã ghi vào phần comment nha anh em ơi. Và đường link mình ghi vào phần comment nha anh em nhá. Anh em có thể truy cập theo đường link này để có thể sở hữu cho ngôi nhà của mình hoặc là văn phòng của mình một chiếc quạt điều hòa của nhà chợ Rapido. Vâng, thương hiệu Rapido của tập đoàn Ferrari. Vâng, đây là rất nhiều dân của chủ Vlog đang cơ cấu để có thể ăn bầy hiệu con voi. Quan trọng là Vlog cũng đánh BL trong trận thế này và đương nhiên là Vlog sẽ chơi phủ rồi. Đương nhiên là Vlog sẽ chơi phủ. Vâng, chưa ăn vàng cho thủ Vlog. Một BA đấy chim sẻ để có thể công vào bãi vàng này. Và bắt đầu trong trận đối thủ lớp cháu gà. Grex đối đầu với Egypt. Ăn được một dân đối phương, con giò tạm thời mới chỉ có công và đang chưa có giáp. Vlog đang chưa có ngựa giò trong trận thiếu này. Sẻ đã bắt đầu xin cung tê khi... À vâng. Lên đời rồi và xin cung tê thôi. 1P, 1L. 25/28 vào đời con giò dành cho thủ Vlog. Vlog quyết định đánh giò thủ đương nhiên. Quân lợi thế hơn thì chẳng có lý do gì Vlog phải đi công chim sẻ cả. Chỉ cần thủ là thắng rồi. Vâng, lên đời xong và đang đợi chém. Bây giờ chúng ta sẽ phải công vào bãi vàng đối phương. Quan trọng phải tìm được nhà BP của game thủ Vlog đang đóng ở đầu. Vâng, đây là bãi vàng Vlog đang cho 5 nông dân khai thác vàng luôn. Vâng, quay lại chơi con giò đối phương. Công vào bãi vàng, nâng cấp bánh xe. Vlog quyết định bỏ bãi vàng mình, nhưng đó là tình huống mà chim sẻ nắng đã ăn được con giò của Vlog. Pha vẩy em bắt cung tê cực kỳ khó chịu, nhưng xin phép với anh Lớp là em còn thêm con nữa. Vâng, em thêm con nữa, anh ăn vàng hộ em cái. Bắt buộc Vlog phải tìm bãi vàng khác để khai thác. Rồi, nông dân này bổ thôi. Đã có phù để chim sẻ rồi. 28/32 trong trận đấu này. Vâng, đây là rất nhiều dân về lớp, khoảng 3-4 nông dân đang chạy sang nhà chính của chim sẻ. 3-4 nông dân về lớp đang chạy sang nhà chính chim sẻ và những bãi vàng về lớp chúng ta cần phải ken e vào để không cho về lớp ăn vàng. Đây, dân đối phương đây. 4 nông dân của đối thủ về lớp bên này vẫn và... Vâng, đổi màu luôn và thiếu bóng phù đỏ lên cho chim sẻ. Bắt luôn được con lạc đà đầu tiên của đối thủ về lớp rồi. Về lớp đang không có quân để đi công. Hãy nhớ rằng về lớp đang không có quân để công vào nhà chim sẻ nha. Không lạc đà, không ngựa giò, không cung rờ, không gì cả. Chỉ là những con nông dân. Chỉ là những con nông dân đang loang quang trên bản đồ đến từ lớp cháo gà mà thôi. Tạm lại 32/36. Vâng, một bài cầm Grex giành chiến thắng đi trước Egypt thì tôi thật kinh mất. Vâng, đây rồi. Vâng, bài gỗ về lớp. Anh với lớp đã có bánh xe rồi nha. Chim sẻ đang cần phải tìm được tất cả những cái bãi vàng trên bản đồ này. Hãy nhớ là nên tìm thấy tất cả những bãi vàng trên bản đồ và mỗi bãi vàng đều phải có những đơn vị quân để bảo kê. Và đợt này Vlog phù đỏ, không Vlog phù đen. Trời ơi, cầu vũ Vlog phù đỏ mà anh lại không phù được. Quá đen rồi lớp cháu gà rồi. Đây nhà BP thì anh ấy vẫn có sắp đơn rồi thủ Vlog. Không sao. Quả áo anh đẹp không? Tham lai đang ở số là 33/44 rồi chim sẻ. Tạm thời thì Vlog vẫn đang chưa có những đơn vị quân nhiều ngoài một con sắp đơn. Sẽ đang cố gắng đi tìm thêm những cơ sở, đó chính là những bãi vàng ở trên bản đồ này, để có thể cơ cấu không cho Vlog ăn vàng. Vâng, đục vào bãi gỗ, Vlog không để ý này, Vlog không để ý. Ok mọi người, khẽ thôi. Vâng, không có giật, hợp Vlog biết rồi. Timeline của chim sẻ đang ở số là 34/44. Đang có hai ngựa chém để đi vào nhà BL của đối phương. Vâng, đang muốn đồng con sập đơn này nhưng mình nghĩ là nên thôi. Thêm bãi quả phụ nữa. Tham 34. Sắp ở đây, vâng, đây nhà BP. Thôi em ơi. Và các bạn thấy phù ấy dịp rất sai, nhưng tên này anh phù rồi thì anh đỡ hộ em gái. Vâng, anh phù ngựa rồi thì anh đỡ hộ em tên này gái. Vâng, 2P với đợt đây. Cần phải cho chém tìm ngay một con phù này. Vâng, chạy đâu? Vâng, chạy à. Hai con chém đứng kê nhà BP. Vâng, hai con chém đứng kê nhà BP. Về lớp đang ôm dân chạy sang nhà chim sẻ. Vâng, anh ấy lấy dân để đập ngựa chém chim sẻ đáng tiếp. Không, tên này là phù đỏ, có lẽ mình phải hô đỏ thì về lớp mới phù đen được. Vâng, sẽ quyết định vác dân vào đây rồi. Đây gần như là cứ điểm cuối cùng của thủ Vlog trong trận thiếu này. Gần như là cứ điểm cuối cùng và chỉ cần chốt e vào bãi vàng này thôi là Vlog sẽ ngất. Vâng, con phù này chạy đi đâu? Vâng, đội bạn đang phù. Vâng, tên vừa rồi thì Vlog phù dân của chim sẻ thôi. Không sao cả. Tên vừa rồi tên phù dân
của game thủ chim sẻ đến từ phía lớp, và chém của chim sẻ đuổi như chém mang sẻ, và pha vẩy e bắt dần đội bạn. Tiếp tục là vậy, và cần phải có một chém đứng kê con P này, và nó vâng nó phủ đỏ thật đấy anh em ạ. Tham lai 24 đến từ chim sẻ nắng. Phía lớp đang có hai con ngựa chém thôi, vâng lấy dần về đập cung tê đến từ phía lớp. Vâng, quan trọng làm sao để công với cứ điểm này. Vâng, chém bị tắc cát lời. Vâng, dân của chim ngựa game thủ phía lớp đang nằm xuống khá nhiều rồi, nhưng đây là thời điểm mà phía lớp sẽ có thêm những con phù thủy. Sẻ đang ăn được rất nhiều dân game thủ phía lớp. Tham lai 21/44 dành cho em. Vâng, trời ơi, mà con chém lại bị làm sao đây. Vâng, tham lai 22 sắp chém thêm đi sẻ ơi, cần phải sắp thêm chém. Thực vẫn đang ăn một bãi quả, vàng vẫn đang khai thác ruộng cũng có đi chim sẻ nắng luôn. Vâng, tham lai là 23/44 và cần phải có những tình huống đi cả phù cùng với những đơn vị đó là ngựa chém. Để bên lớp phù được chém của sẻ thì sẻ sẽ phù lại luôn. Tham lai 24 rồi, cửa thắng ta là có trận đấu này, vâng thậm chí là sáng ngời anh em ạ. Đây, dân về lớp được chết quá nhiều dân đến từ anh lớp cháu gà rồi, thề các bạn luôn. Và về lớp đi sai mà không nói gì, này thì mày thắng ô tao cái này. Và mày thắng ô tao cái này, bằng 6-1 thì đủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Vâng, trước trận đấu về lớp comment rất nhiệt tình. Vâng, mày thắng hộ tao cái. Vâng, ok. Thế thì em thắng tạm vậy. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé.